Với chủ đề tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam 2018 là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tăng cường quảng bá sản phẩm, gặp gỡ khách hàng tiềm năng, mở rộng và củng cố thị trường nội địa. Việt Nam Expo 2018 thu hút được sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp đến từ 34 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với trên 600 gian hàng, đã có nhiều đoàn khách nước ngoài đăng ký tham quan và làm việc đến từ các quốc gia như là Belarus, Uganda, Singapore, Cộng hòa Séc, Nhật Bản, Malaysia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc. Tại Việt Nam Expo 2018, Liên bang Nga là quốc gia danh dự tham dự. Điều này mang nhiều ý nghĩa và được kỳ vọng đem lại cơ hội xúc tiến thương mại hiệu quả giữa hai bên. Trong khuôn khổ Việt Nam Expo 2018 còn diễn ra các hoạt động như là diễn đàn xúc tiến xuất khẩu do Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức, các hội thảo chuyên đề, tọa đàm xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, lễ ký kết các hợp đồng tiêu biểu và tham quan khu công nghiệp lân cận, v.v. Đây là những hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, đem đến cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm đối tác kinh doanh cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.